Rồi, ok, thì trên tay mình đây là một chiếc máy thổi bùi các bạn ạ. Cái này thì máy thổi bùi mini nhưng mà nó cực kỳ mạnh luôn nhá. Nếu mà so sánh với máy nén khí thì cái lực gió nó thổi ra nó gần như là mạnh hơn các bạn ạ. Ở đây thì cái máy này mình lấy trên banggood.com, thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhé. Các bạn có thể vào đấy các bạn xem. Con này thì nó sử dụng động cơ không chổi than này. Đó, tốc độ gió của nó đây. Sử dụng, mình sẽ cho các bạn xem qua một vài thông số con này nhé. Về con này thì nó có model là 201 các bạn ạ. Điện áp của nó input vào là 5V DC này. Về công suất của nó là 60W. Điện áp ra của nó output là 12V DC con ạ. Viên pin ở trong này thì nó có dung lượng từ 6.000 đến 15.000 mAh. Ở cái máy của mình là máy 15.000 mAh nhé các bạn. Chỗ này là kích thước này và trọng lượng của cái máy này. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Tí nữa thì mình sẽ bung ra còn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong này. Cũng như là test thử bạn xem nhé. Đây. Phụ kiện đi kèm thì gồm hai cái đầu này. Một cái chính là có cái chổi chổi này các bạn ạ, để vệ sinh này. Và một đầu thì nó nhỏ hơn, cho ra cái lực gió nó mạnh hơn. Tiếp theo đây là cái máy của mình. Về cái máy này thì máy dạng cầm tay. Tuy nó nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà test thử thì thấy rất là mạnh nhé các bạn. Tí nữa thì mình sẽ bung và chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của cái máy này. Đi kèm sẽ có một cái dây sạc USB. Dây này chính là cổng C nhé các bạn. Và tiếp theo là một cái quyển sách hướng dẫn. Ở đây các bạn có thể thấy là nó có hai model. Một model là 6.000 mAh và một model là 15.000 mAh. Về hai cái model thì nó chỉ khác biệt về dung lượng thôi các bạn ạ. Mình sẽ cất mấy cái phụ kiện này nhé. Ở cái đầu này thì chính là cái đầu để gắn thêm cái lưới thứ hai, à cái đầu hút thứ hai này, chứ không phải là đầu hút vào đâu. Chỗ này là chỗ không khí nó sẽ hút vào đây và thổi ra phía này. Ở trên này thì sẽ có một cái đèn pin ở chỗ này nhé. Ấn nút thứ hai này, khá là sáng. Và dưới này là những cái thông số cơ bản của cái con máy 201 này các bạn ạ. Input 5V, input vào dòng tối đa là 2A, công suất của nó 60W này, pin 15.000 mAh. Ở bên trên này thì chính là cái nút để điều khiển các bạn ạ. Con này thì nó có hai cấp độ. Để bật được cái máy này lên thì các bạn ấn cái nút bên trên này, ấn vào dưới nhé, thì nó sẽ khởi động này. Đó. Chỗ này sẽ có hai cái đèn thông báo. Để bật chế độ mạnh nhất thì mình sẽ ấn tiếp theo một đèn nữa này. Đó. Rất là mạnh các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là nó rất mạnh nhé, tay của mình nó lõm vào luôn này. Mình vừa mới test thử thì thấy con máy này nó cho ra cái lực gió thổi ra cực kỳ mạnh đúng không ạ. Nó dồn vào cái điểm này này, thổi vào tay mình mà lõm hết cả tay luôn. Là các bạn có thể thấy là cái lực gió của nó thổi ra rất là mạnh. Dùng để thổi bùi trong ô tô này, hoặc là những thiết bị như là máy tính này, hoặc là những cái thiết bị nó vừa nhỏ thôi, trong cái khoảng không nhỏ. Vệ sinh điều hòa chẳng hạn này, các bạn có thể mang cái này đi để thổi vệ sinh điều hòa ấy. Đỡ mang một cái máy nén khí to đi. Cái lực gió nó thổi gần như là ngang ngửa với cái máy nén khí nhé các bạn. Ở đây mình đang tính là lực gió thổi ra chứ không phải là cái lực nén của cái máy nén khí đâu. Mà đây là cái lực gió nó thổi ra gần như là ngang ngửa với cái máy nén khí. Nên là các bạn có thể dùng nó để đi vệ sinh điều hòa cũng có thể được. Đây, mình sẽ ấn dưới này. Nó khởi động giống như động cơ máy bay các bạn ạ. Từ nhỏ đến to luôn này. Đó. Khi mà cái gió nó thổi ra cái đầu này, mình thấy cái nhiệt độ có vẻ như tăng lên một xíu, khoảng tầm 40 đến 50 độ C gì đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là do cái nhiệt độ ở cái động cơ này nó thổi ra kèm luôn, nên là cái đầu này nó gom lại ấy, là cái nhiệt độ nó tăng lên một xíu. Chứ bình thường nếu như mà đầu to mà nó gom lại đầu nhỏ thì cái gió nó sẽ mát hơn. Nhưng mà ở đây thì mình thấy nó hơi ẩm ẩm luôn ạ. Có khi là mình dùng cái này để làm máy sấy tóc cũng được. Ví dụ như các bạn là tắm xong mà muốn sấy khô này,
không phải là sấy đâu mà kiểu muốn thổi khô ấy, các bạn tháo cái đầu này ra để nguyên bản thế này các bạn xịt cũng khá là ok. Như thế này vẫn rất là mạnh nhá. Đây. Đó. Nói chung là vẫn có thể dùng nó để sấy tóc được, tại vì là cái nhiệt độ ở đầu này nó ra có vẻ như gần khoảng tầm 5 đến 60 độ C gì đấy. Nó hơi ấm một xíu nhá. Cái này thì thổi bụi thì thôi rồi luôn. Bây giờ mình sẽ test một vài đoạn video, test thử về cái khả năng của cái máy này cho các bạn xem nhá. Ok thì như hồi nãy mình đã test thử quản xem ấy, thì cái lực máy con này mình thấy nó rất là mạnh các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bung ra quản chưa những cái nội thất bên trong của cái máy này nhá, để xem thử là bên trong này nó có những cái thiết bị gì, gồm nó chạy những cái động cơ gì nhá. Cái này thì mình không thấy nó ốc ở đâu các bạn ạ. Đây rồi, mình đã cày được ra rồi các bạn ạ. Con này thì nó không có ốc gì cả, chỉ có mấy cái lẫy ở chỗ này thôi, nhưng mà người ta dán keo nên bắt buộc mình phải cày phá ra. Đây là toàn bộ cái nội thất bên trong nhé các bạn, gồm một khối pin 12V các bạn này. Wow, cái khối pin này nó rất là nặng nha các bạn. Pin này chính là pin 21.700 các bạn ạ. Dung lượng nó là 15.000 mAh này. Mỗi viên này là 5.000 mAh. Chỗ này nếu mà pin 3S, pin này là pin 11.1V nha các bạn. Pin 3S mà 15.000 mAh một viên này thì mình nghĩ là không phải đâu. Mình nghĩ là 3 viên nối tiếp các bạn ạ, mỗi viên là 5.000 mAh. Mình sẽ tháo cái jack này ra nhá. Nói chung là cái nội thất mình thấy khá là xịn sò. Tháo chiêm ngưỡng cái nội thất của cái động cơ này xem thử thế nào nè. Đây chính là cái nội thất của cái quạt các bạn ạ. Cái cánh quạt này nó gần giống cái cánh phản lực, cái cánh của tu bin hôm trước mình đã đăng lên cho các bạn xem ấy. Nó gần giống như vậy các bạn ạ. Ô, cái cánh này nó cũng tương đối là hay. Nó cũng na ná với cái cánh của máy sấy tóc ấy các bạn. Nếu như bạn nào mà xem cái cánh của máy sấy tóc thì nó cũng na ná như vậy này. Đó. Gió nó sẽ quay như thế này và đẩy gió ra đây. Về nguyên lý hoạt động thì nó cũng gần như là giống với cái lo thổi thời xưa ấy. Ở bên dưới này thì nó là động cơ 3 pha các bạn này. Một cái mạch điều khiển động cơ 3 pha ở chỗ này. Đó. Cái động cơ nó nằm đây các bạn này. Nói chung là về nguyên lý hoạt động cũng như là cách thức hoạt động thì nó cũng gần giống như là lò thổi. Nhưng mà ở đây nó quay với cái tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Và cái buồng này ấy, thì người ta thiết kế rất là kín. Nó kiểu như thế này này, hút gió vào đây và thổi ra cái miệng gió nhỏ thế này. Nên là nó tạo ra được cái lực gió rất là mạnh các bạn ạ. Cái này mà chế máy bơm thì cũng được này. Nếu mà cái động cơ không chuyển than này không bị nước vào mà không bị hỏng ấy, thì cái đầu này còn làm đầu hút vào này, đầu này còn làm đầu bơm ra thì vẫn là thành cái máy bơm nhá. Nhưng mà chẳng ai mua với cái máy đắt tiền thế này về để làm chế máy bơm mini các bạn ạ. Các bạn mua những cái máy bơm mini thì nó sẽ ok hơn. Và đây là cái mạch này. Ở chỗ này sẽ điều khiển cái đèn nhá. Đây là mạch ESC. Dưới này thì cái mạch này có nhiệm vụ là để điều khiển động cơ 3 pha. Ok thì như vậy mình cũng đã mở hộp test thử cũng như là bung ra các bạn chiêm ngưỡng cái máy thổi không khí này rồi. Cái này là máy để dành thổi bụi cho máy tính này, để các bạn sửa chữa những cái thiết bị nào đấy mà dùng để thổi bụi mà nó nhỏ gọn cầm tay, với cái dung lượng pin nó rất là lớn nha các bạn. 15.000 mAh và cái lực gió của nó thổi ra cực kỳ mạnh luôn. Thì link mua cái này thì mình để trong phần mô tả nhá. Và các bạn nghĩ gì về cái máy này, các bạn cứ comment ở bên dưới video
và muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào ở trên Shopee, Lazada, Tiki hoặc là Banggood thì các bạn cứ comment nhá, và đừng quên ấn đăng ký kênh GVTV cũng như là kênh Mịt Chế ủng hộ mình nha. Chào các bạn.